ở trên trời á, cảm giác như kiểu người mình không trọng lượng, và anh ấy cho em vài cú kiểu lượn các cháu cháu, nhưng mà rất là phê, rất là đã. Đây, rất là thích chuyến đi này ạ. Trước đó thì em có biết là ở trên Mù Căng Chải có chuyến đi nhảy dù như này, chắc hồi đấy em tìm hiểu là tầm 2 triệu ạ, thì đắt hơn đây, và chi phí nếu mà mình di chuyển từ Hà Nội đến Mù Căng Chải cũng sẽ cao hơn so với từ Hà Nội di chuyển đến Trương Mỹ đồi Hùng này ạ. Nên em thấy ở đây là rất là hợp lý với cái điều kiện tài chính của em ạ. Một ngày như này là không đủ ạ. Nếu mà sau này khi mà em về và em cảm thấy tâm trạng mình ổn định lại một tí thì em lại tiếp tục đi tiếp. Môn thể thao mạo hiểm như thế này ấy, thì cần phải có sức lực và tinh thần tốt. Cái cảm giác cảm giác mạnh ấy. Trước khi đi như này thì là tôi cũng đã tìm hiểu rồi, thì là nhà tôi cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn và những cái đồ dùng cần thiết để đi thôi. Cảm giác của tôi khởi trên cao rất là thích. Được ngắm cảnh xong rồi được cảm giác mạnh bay lên bay xuống rất là thích ạ. Khi mà tôi đăng ký dịch vụ này là đang kể giá khuyến mại 1.1 triệu một người. Tôi bắt đầu chơi dù lượn từ năm 2016 cho đến khoảng từ 3 năm trở lại đây, thì tôi bắt đầu khi mà đủ trình độ thì tôi bay cùng với hành khách để cho mọi người có thể trải nghiệm bay dù lượn. Hiện tại thì tôi có khoảng 800 giờ bay. Lâu nhất thì một chuyến bay của tôi nó rơi vào khoảng 6 đến 7 tiếng ở trên trời không dừng lại. Những cái chuyến bay đấy nó sẽ kéo dài hàng trăm cây số. Những cái kỹ thuật ở trên trời đấy, các cái động tác như lượn hoặc là có một tí tính chất về nhào lộn ấy, thì đấy là những cái động tác gần như là những động tác khó nhất ở trong lĩnh vực về dù lượn.